sàng chưa? Sẵn sàng. Sư tử ăn cỏ, gạo đỏ. Spider-Man. Bro. Người nào có súng trống, người nào có cung ly. Save your life. Spider-Man, cố lên! Siêu nhân, cố lên! Siêu nhân đỏ, đi vô đi! Cậu nó sẽ ăn được tớ! Tớ không thèm ăn con nhện thối nhé cậu nhé! Hôm nay nhất định tớ phải chiến thắng! Cố lên! Wow! Sức mạnh siêu nhân đỏ, bật gãy mỏ Spider-Man! Cậu vẫn còn nhiều lắm! Mày quật ra đây. Yeah. Người chiến thắng chính là Spider-Man. Thắng rồi. Chẳng qua là cậu chưa bẩn thôi. Này, tôi có chưa bẩn đâu, tôi chỉ sạch mà. Mà nói chung ấy, yếu ấy thì đừng có ra gió. Cậu dám nói khái tớ á? Đã thế nhá, không chơi với ai cậu nữa. Dội. Beg for your life. Chỉ một tí mà đã dỗi rồi. Này còn nào kia ăn vạ nữa kìa. Lên chân ra. Này, ai làm gì mà ăn năn ăn vạ ghê thế? Thật rồi. Này đi. Sơn nhân, cậu làm cái trò gì vậy? Chỉ một tí thôi, mà tính đánh thật à? Sát nhau đi. Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy? Tôi cũng không biết nữa. Ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Như này mãi không phải là cách đâu. Sao phải cản cậu ta lại? Đừng để đâu. Bỏ khủng chế cậu ta lại. Cậu ta mất kiểm soát rồi, phải dùng biện pháp mạnh. Các người không thể nào tiêu diệt được ta đâu. Tớ sợ cậu ấy không trụ được mất. Chắc cậu ấy bị khống chế rồi. Chúng ta đưa cậu ấy về trị thương thôi. Chưa xong đâu. Cái gì vậy chứ? Sao cậu ấy có thể biến thành quái vật được cơ chứ? Chắc chắn cậu ấy bị thế lực hắc ám xâm nhập nên biến đổi gen rồi. Tiêu diệt nó, cứu cậu ấy ra. Đừng có. Cậu có sao không? Đâu sao, con quái vật này mạnh quá. Tìm đi biếu quán đi. Được. Đã tìm thấy rồi, bắn vào đầu hắn. Người theo, chúng ta phải biết người đứng sau vụ này là ai. Let's go. Sao ngươi ở đây? Vô dụng. Rồi.
Dạ, người chính là kẻ đứng sau mọi việc. Là ta thì làm sao? Làm sao ạ? Tên đau đau người tôi với chú Rì đánh nhau với cậu mấy trăm điểm vậy. Ui, cái gì? Thôi, có chuyện qua rồi, cứ ra về thôi. Đi, đi về đó. Cậu ơi, cậu nhá. Ok. Vậy? Em bị cướp mất điện thoại rồi. Đuổi theo. Là bạn của tôi. Cô ấy bị ngất nên tôi đưa cô ấy về. Các người tưởng tôi không biết à? Mọi hành vi sai trái của các người đã được tôi ghi lại hết rồi. Mày là ai? Tại sao xíu vào chuyện của bọn tao? Giữa ban ngày mà các người dám giở trò cướp bóc à? Thì sao lạ? Mày làm gì ở bọn tao? Làm gì à? Giữ tôi lên! À! Máy này ngon đấy mày ạ, chắc phải bán được 1000 đô. Thì đó, anh em mình phải ăn mừng thôi. Jerry, tớ vừa gặp hai tên cướp, nhưng mà để chúng nó chạy mất rồi. Cậu có biết hai tên này không?
kệ. Anh nói thế đủ rồi. Tao cho mày một cơ hội, gọi điện thoại về cho gia đình, mang tiền đến mà chuộc mày đi.
Alo. Chồng của mày đang nằm trong tay của tao. Nếu muốn cứu nó, hãy mang 10 triệu đô đến đây. Các anh là ai? Tại sao các anh lại mất chồng tôi? Mày không cần biết bọn tao là ai. Em, hãy cứu anh. Mày nghe thấy rồi chứ? Anh còn làm sao không? Tao không có nhiều thời gian cho mày đâu. Tao cho mày 1 tiếng, chuẩn bị tiền mang đến đây. Một tiếng tôi có thể làm sao chuẩn bị số tiền lớn như vậy? Các anh phải cho tôi thêm thời gian chứ. Đừng có mặc cả. Nếu 1 tiếng nữa mày không mang tiền đến đây thì chuẩn bị nhận xác chồng mày đi. Vâng, tôi sẽ cố gắng. Các anh đừng làm gì chồng tôi. Địa chỉ tao đã gửi tin nhắn cho mày. Vâng. Tôi xin lỗi. Làm gì mà vội vàng thế không biết. Chị gì ơi. Lại là bọn cướp Alibaba này. Chúng mày vẫn chứng nào tật nấy à? Lần này tao sẽ không tha chúng mày đâu. Hãy bình tĩnh, tôi đến đây là để giúp cô. Cô là ai? Tôi không biết cô. Tôi phải đi cứu chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Cô yên tâm, tôi là người của tổ chức an ninh. Bọn Alibaba đang bắt cóc chồng cô. Bọn chúng là tổ chức tội phạm rất nguy hiểm. Nhưng mà tôi phải cứu lấy chồng tôi. Cô đến giao tiền cho bọn chúng. Đến lúc chúng nhận được tiền, chúng sẽ giết cô và chồng cô để bịt đầu mối đấy. Thế bây giờ tôi phải làm gì? Cô không cần phải làm gì hết. Cứ ngồi ở đây và chờ tôi. Tiền đấy để chuộc chồng tôi. Được, đi theo tao. Mời vừa đến. Giết nó. Vâng ạ. Cảm ơn cô. Lần sau hai người nhớ cẩn thận nhé. Vâng.
Để nghe chị nhé. 1 2 3. Đứng lại. Hết cả hồn. Cậu nhanh trí thật đấy. Mà không hiểu sao tớ lại nói như thế nữa. Mà hai thằng kia nhát gan thật đấy. Thôi tớ với cậu về thôi. May tao nhanh trí, không thì bị con sát thủ đấy nó giết cả hai rồi. Thôi đi thôi. Đại ca, đại ca. Đại ca. Hai thằng mày đi đâu mà để nó tìm mãi không thấy? Bọn em định đi ra ngoài cướp cái gì về cho sếp. Thế chúng mày đã cướp được cái gì về cho tao? Bọn em chưa kịp cướp cái gì thì gặp ngay hai con sát thủ. May mà em nhanh trí mới chạy thoát được về đây. Hai thằng mày đúng là hai thằng vô dụng. Tay sếp làm sao thế này? Hôm qua tao đánh nhau với hai con Eagle. Tao đánh mạnh tay quá nên bị đau tay. Tức thật, cái bọn Eagle đi trả thù. Đứng lại. Chúng mày có biết mặt mũi chúng nó như thế nào không? Mà nó đi trả thù cho tao. Dạ, bọn em không biết ạ. Không biết này, trả thù này. Bọn em cũng chỉ muốn trả thù cho đại ca thôi mà. Sao đại ca lại đánh em? Chúng mày muốn trả thù à? Phải xuống bên đây đây. Đây, là mặt của hai đứa đó. Tao thì quen quen. Tao cũng thấy quen quen mẹ. Hình như gặp nó đâu rồi ý? Chúng mày gặp nó ở đâu? À, hình như là hai con sát thủ bọn em vừa gặp. Thế tại sao chúng mày không giết nó cho tao? Bọn em không biết nó là người của Icon. Đúng là hai thằng vô dụng mà. Tao nói chúng mày chỉ tốn cơm. Lần này tao sẽ cho chúng mày một cơ hội để làm cơm. Đây là địa chỉ của chúng nó, hãy đến căn cứ chúng nó, tiêu diệt cho tao. Vâng, đại ca cứ để em lo, em sẽ trả thù cho đại ca. Đi. Mày đi đâu về đây? Tao vừa đi ra ngoài về. Bây giờ đi theo bọn tao. Đi. Kể ra tớ với cậu hôm nay cũng may mắn đấy. Ừ, tớ với cậu rút kinh nghiệm, lần sau đi ra ngoài để mang theo vũ khí. Thôi chúng ta về phòng thôi. Thank you.
bọn tao đến đây để trả thù cho đại ca của nhóm Alibaba. Vì chúng mày mà gãy tay. Thì ra là mấy thằng đàn em của Alibaba. Tao cũng đang muốn tóm gọn cả nhóm của chúng mày đấy. Cherry, không phải nhiều lời với bọn nó. Bọn nó đã dám đến đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tóm gọn hết bọn chúng. Ha ha!